Vâng, đấy, em hôm nay là coi như là vừa mới tiếp khách xong và trời nắng chang chang. Các bác từ Hải Phòng đi lên. Vâng. Đấy. Thì đang định quay cho các bác mà hỏi em cái mic tô mà hốc. Vâng, vừa giờ hôm trước là có cái cậu 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 bạn cậu ấy vứt sang cho chụp cái mic tô mà hốc này, nhưng mà đấy thì các anh cũng qua lấy hết rồi. Vâng, đấy thì cũng đã có mấy anh hỏi em là thế còn không, thì em cũng bảo là hết rồi, thì để em bảo họ mang sang, rồi vì những cái dòng này là em cũng không không làm đấy, cho nên là em cũng vừa bảo mang mấy cái mic này sang đây, đang có 2, 3, 4, 5, còn có 5 cái. Vâng, đấy, nó thanh lý cái này. Vâng, đây này, đấy, hàng dây dợ đây. Tô Mahoc thì quý vị biết rồi đấy, hàng chất lượng, hát thì tuyệt vời luôn nhá, hàng chất lượng, cầm gọi là đầm tay sướng luôn nhá, đấy, cầm đầm tay cực sướng, đây, cầm quá đầm tay luôn, đấy, quá đầm tay, quá sướng, con này cầm hát sướng luôn nhá, đấy, khẳng định luôn, hát hát là sướng, đấy, đấy. Hát thì quá phê rồi, em có hát thử rồi nhá, hát phê. Vâng, hát phê đấy. Cái kênh của em thì là nó rất là mạnh, cũng 30-40 nghìn người xem, cho nên là cậu ấy cũng nhờ em bán thanh lý giúp cậu ấy đấy. Đây cậu ấy cũng có vừa mang thêm một cái mic Kenwood đây đấy, giọng mic Kenwood này đấy. Con này thì hát hay lắm, em cũng vừa hát thử rồi. Để hơi nhôm nhôm tí quý vị nhìn này, đấy, nào tí là sạch ngay nhá. Đấy, con này về đấy. Đấy, quý vị nhìn này, đấy. Đấy, hàng đẹp hết nhá, hàng đẹp long lanh, cành đào, đấy, mạ vàng chuôi, đấy. Đấy, ui, đấy, dây dợ này quá tuyệt vời. Đấy. Đấy, bộ mic Kenwood. Cái này thì hôm trước là em bán hộ nó bảo 360.000 một cái nhá, 360.000 một cái, thế nhưng mà ở đây quý vị đến thì toàn mua theo đôi thôi đấy, toàn mua theo đôi, tức là nó rơi vào là 350 một cái. Vâng, 350 một cái, một đôi là 700 đấy, một đôi là 700 đấy. Có bác hôm trước các bác vào còn bảo anh gì nhỉ, anh từ xa đến, và anh từ xa đến, xa tít mù tắp mà qua trực tiếp cửa hàng đấy luôn cho tiện, đi nhân tiện đi ngang qua, còn bớt thêm là 50.000 nữa, còn 650. Đấy, về về cậu kêu bảo ui 650 thì bán đã lỗ rồi, bán mà thôi bán đi đấy. Đấy, tính em hay như thế, tính em hay như thế đấy, nhiều lúc đấy. Vâng, đấy. Đấy, các bác thì lấy còn có mấy cái thôi nhá, các bác lấy thì ủng hộ cho cậu ấy thì ấy nhá, em đảm bảo luôn nha, con làm mic này em hát là thấy hay nhá. Hay còn về quý vị thì cũng phụ thuộc vào quý vị thôi, nhưng mà em thấy em hát mic này thì hát nhiều mic rồi, em thấy mic này hay này. Đây, còn mic Kenwood này nhá, tuyệt vời luôn, cầm thì thôi chắc lịch, cầm con này thì chắc, hai con này thì không phải nghĩ luôn nhá. Hát này đấy, dòng mic này cậu bảo là trước là em bán con này của nó thì phải tuyệt vời luôn, nhưng mà do bây giờ là cậu cũng đang định chuyển hướng sang kiểu bán đồ bãi giống như của em, đâm ra là cậu bảo thôi có gì thì ấy nốt cho cậu ấy và anh ý như cho cậu ấy giúp cậu ấy. Còn mic Kenwood này nhá, con mic Kenwood này bình thường cậu ấy cũng bảo là bởi cậu bán khoảng 800 850 một chiếc này, 800 850 một chiếc này đấy. Tuy nhiên thì cũng bán thanh lý thì cũng bán 380 nhá. Đấy, 380.000 một, một một cái mic này nhá. Đấy. Hát hay, đảm bảo hát hay tuyệt vời nhá. Cầm cầm đầm luôn, sướng luôn. Sướng tái tê nhá. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Alo trực tiếp cho em. Đấy, số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.